Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với lại shop online Tân Ánh nhá. Lại tiếp tục quần áo bảo hộ bắt ong các bác nhá. Cái này là một cái diện mạo mới, bao bì mới nha các bác nhá. Bao bì nội hàng mới và cái túi chắc chắn hơn, đẹp hơn, kiểu cách hơn một chút nhá. Thế còn về bên trong thì cũng vẫn như vậy thôi. Đây, mời các bác xem này. Bộ này vẫn là cái bộ cao cấp nhất hiện nay nhá. Quần áo bảo hộ bắt ong cao cấp nhất hiện nay. Đây. Phụ kiện này, có mũ này, có găng tay này, có khẩu trang theo kiểu mặt nạ chống độc này. Còn có cái kính cho con lái nữa nhá. Bộ này cái kính đâu rồi? Trường hợp không có kính thì tôi sẽ phải bổ sung cho bác cái kính khác. Đây. 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 Đây nếu mà có cái kính thì nó như này nhá các bác nhá. Đây. Cái kính chống bóng đá như này nha các bác nhá. Đó. Thì về cái bộ này đây, phụ kiện của nó nhá. Mũ này. Khẩu trang này. Khẩu trang theo kiểu mặt nạ chống độc. Các bác muốn đeo được thì các bác phải thay. Cái chiều này là chiều ở dưới này. À chiều này chiều ở trên nhá, chiều ở trên. Thì các bác xoay cái này ra giữa này. Xoay này ra giữa để các bác đeo nhá. À, cái mũ này các bác thắt đai vào nhá. Thắt đai này. Các bác lưu ý là phải đội mũ bảo hộ nhé. Không là cái ô thoáng ở trên ấy là ong nó sẽ đốt qua ô thoáng ở trên. Đội mũ vào thì nó sẽ giúp mình an toàn hơn. Và nó đưa cái khuôn mặt của mình ra nó dễ hơn. Nhìn nó dễ, nó không có bị nấp nhé. Các bác thắt mũ ạ. Các bác thắt mũ lại nhé. Chỉnh dây cho phù hợp. Đây là cái bộ quần áo nhé. Bao gồm quần, áo, găng tay và ủng là may liền một khối hết nha các bác nhé. May liền một khối hết. Cái này thì là màu diền di. Màu diền di nhé. Màu diền di này. Các bác xem này. Da rất là dày nhé. Găng tay liền đây. Và ô thoáng ấy thì phía trước này là có hai ô này. Hai ô to. Hai bên hông. Hai bên hông cũng có mỗi bên một ô nhé. Mỗi bên ô. Ở trên đầu. Các bác xem này, trên đầu sẽ có 3 ô. 1 2 3. Và phía sau lưng là một ô chính, ô lớn nhất ở phía sau lưng này nhá. Đấy. Thì cái này là cũng tương đối là thoáng. Cái ô thoáng này là cái lưới. Lưới nó dày. Quay lại. Lưới dày nhá. Lưới dày nó bồng lên, nó cách cả đến hơn 1 phân thì là nó đảm bảo cái lọc ong nó không xuyên qua được. Để tôi mở ra các bác xem này. Ở phía đằng trước này ấy, thì sẽ là một cái đường kéo khóa. Một đường kéo khóa duy nhất nhá. Là cái khóa duy nhất và nó dán liền hết luôn này. Dán liền hết để tạo cho cái độ an toàn kín đáo nhá. Các bác kéo khóa xong các bác dán hết lại hết. Cái này thì để anh em đi bắt ong đất này. Ong bò vẽ hay quan trọng nhất là ong bầu dời ấy là cái lượng quân nó rất là đông. Đây các bác nhìn này. Quay phía trong này. Đây nhá, ô thoáng rất là dày. Cái lưới này nó dày, nó chênh lên cả hơn 1 phân nhá. Mà lọc ong nó không xuyên qua được. Còn đây là cái vải da của nó này các bác này. Đây các bác nhìn đi. Đây tôi lấy tay được rất thoải mái này. Các bác hình dung như là cái da bỏ yên xe máy ấy. Nó rất là dày. Ở trong là lớp nỉ, ở ngoài là lớp nhựa bóng mềm nhá. Với bộ này thì đảm bảo an toàn cho các bác. Các bác đi đánh ong bầu dời ấy là cái số lượng quân nó rất là đông. Nó bu kín nghẹt luôn. Thì nếu mà không kín ấy, chỉ hở một chút xíu thôi là sẽ chui vào người nhé. Các bác lưu ý đánh ong ấy phải đeo cái kính này vào để nó chống ong đái vào mắt nhé, rất là nguy hiểm. Và đeo cả mặt nạ khẩu trang cho cả mặt nạ chống độc vào. Cái này tôi sẽ mặc luôn cho các bác xem nhé. Cái này về thông số ấy, thì các bác mua hàng thì vui lòng cho shop xin số đo về chiều cao và cân nặng thì sẽ lấy cái bộ phù hợp cho các bác. Các bác lấy bộ bé quá thì rất là khó mặc đấy, khó vươn tay vươn chân đấy. Phải lấy bộ rộng rãi một chút thì mới dễ mặc nhé. Hàng thì hàng luôn là bao ship toàn quốc nha các bác nhé. Mọi thông tin xin vào lòng liên hệ các số điện thoại của shop này nhé. Bao ship toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng xong trả tiền. Các bác lưu ý nhá.
ở đây ấy, là nó chưa có cái găng tay cao su mỏng. Cái trường hợp các bác bắt ong bầu rồi, ong bầu vẽ này không cần, nhưng mà bắt ong đất nhé thì nên đeo thêm cái găng tay này vào nữa nhé các bác nhé. Và thứ hai nữa là muốn an toàn ấy, thì tốt nhất là các bác cứ đeo thêm một cái găng tay nữa vào cho nó chắc, chứ tại vì ong này nó rất là nguy hiểm nhé, an toàn mình phải đặt lên hàng đầu. Đấy. Rồi sau đó là các bác chụp mũ lên. Rồi ok. Đây các bác thấy nhá. Như tôi đây. Tôi là đang mặc số 42. Thì các bác mới đưa tay lên mới rộng rãi được này. Mới leo trèo cây nó mới dễ này nhá. Rất là thoải mái. Và độ kín đáo là đảm bảo 100% được các bác nhá. 100% được các bác. Đi lại rất là dễ chịu. Các bác nhớ là phải đeo kính đội mũ nhá. Đội mũ ấy thì nó chìa ra cái vành này này. Là nó cách xa mặt của mình, là ông nó không tiếp xúc được. Và các bác nên đeo kính vào để chống ong đái nhé. Đây là giới thiệu cho các bác mấy bộ sơ sơ thôi. Số lượng hàng thì rất là nhiều. Xỉ và lẻ đi toàn quốc. Đây các bác vào chỗ này các bác xem nhé. Kho này rất là nhiều hàng đây. Đây các bác nhé. Toàn bộ này. Áo ong nhé, toàn bộ là áo quần áo bắt ong này, các loại số 41, 42, 43 nhé. Mọi thông tin liên lạc các bác vui lòng liên hệ bên này, số điện thoại của shop mình nhé. Bao ship đi toàn quốc các bác nhé. 5 số điện thoại, số lượng hàng rất là nhiều. Các bác cần chỉ và lẻ đều có cả nhé, chỉ và lẻ đều có. Cái bao bì mới nhé các bác. Bao bì mới là đóng như này nha, bao bì mới đây. Cái này là tôi còn mấy bộ mà số 44 đấy, số to ấy thì nó vẫn còn cái dạng bao bì cũ nhá. Bao bì cũ thì như này, nhưng mà mới hay cũ thì là phía bên trong ấy là đều giống nhau. Đây là còn mấy bộ mà số 44, số to nhất thì vẫn là cỡ cũ, còn mấy cái hàng mới về này là toàn bộ cũ được là kiểu mới hết nhá. Rồi. Xin cảm ơn các bác nhé, mong nhận được sự ủng hộ của các bác dành nhiều hơn cho shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh trong cái sản phẩm quần áo bảo hộ bắt ong nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau.